Mến chào các bạn đã đến với chuyện cuối tuần. Một cuối tuần thật lắng đọng và bình yên, cùng những tản mạn về cuộc sống, tình yêu. Hương Thảo luôn ở đây bên các bạn. Thế nên là hãy đừng quên like, chia sẻ và bình luận dưới mỗi video clip để chúng ta được gần nhau hơn nhé. Đêm nay, Thảo sẽ gửi đến các bạn bức thư của một người mẹ gửi cô con gái tuổi đôi mươi, lứa tuổi đang ôm ấp biết bao ước mơ về tình yêu đôi lứa và đứng trước những băn khoăn lựa chọn về nửa kia của cuộc đời mình. Tin rằng những dặn dò trong lá thư của người mẹ này sẽ hữu ích cho tất cả chúng ta. Bây giờ, hãy chuẩn bị một tách cà phê thật thơm và thả mình theo những sẻ chia của chuyện cuối tuần nhé. Con gái yêu của mẹ. Chỉ còn ít ngày nữa, con gái bé bỏng sẽ tròn 20 tuổi. Cách đây 20 năm, khi mẹ vật vã với những cơn đau chuyển dạ suốt cả ngày trời, bên cạnh mẹ chẳng có một ai đồng hành. Mẹ đã nghĩ, nếu con được sinh ra, thì chắc chắn con sẽ là đứa trẻ mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Ngày mẹ sinh con, bố đang đi công tác ở Hà Nội. Vì trở dạ trước ngày dự sinh, nên ông bà nội ngoại ở quê cũng chưa kịp lên chăm sóc. Một mình mẹ bắt xích lô chở đi nhập viện. Một tay ôm bụng, một tay cố sức mang theo phích nước, tã màn, bình sữa. 20 năm về trước, không thể kể xiết vất vả, thiếu thốn của những sản phụ. Trong điều kiện chăm sóc y tế ở bệnh viện còn nhiều hạn chế, mẹ con mình đã cùng kiên trì vượt qua như thế. Mãi cho đến khi con khóc những tiếng đầu tiên, bố và ông bà mới kịp vội vàng chạy đến ngoài phòng sinh. Con gái yêu thương của mẹ. Khoảnh khắc nhìn thấy con, khuôn mặt tím tái vì khóc quá nhiều, đôi bàn tay bé xíu co quắp lại đặt trên bầu ngực mẹ. Mẹ đã thề rằng cả cuộc đời của mẹ sẽ dành trọn để chăm sóc, bảo vệ con, để không cho bất cứ điều gì có thể tổn thương đến con. 20 năm qua, biết bao sự kiện mà hai mẹ con mình đã trải qua cùng nhau. Khi con tập nói, khi con tập đi, khi con vào mẫu giáo, khi con tự tin đứng trên sân khấu cất tiếng hát, khi con lần lượt giành được những giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi. Những sự kiện, những mốc son trên chặng đường 20 mẹ con mình đồng hành cùng nhau. Nhiều đến vậy mà sau khi nhớ lại, mẹ vẫn thấy cứ như rõ mồn một. Con càng lớn, mẹ có thêm một người bạn tâm giao. Nhưng con càng lớn, mẹ cũng lại thêm nhiều lo lắng. Cuộc đời dài rộng này, mẹ lo con gái yêu của mẹ, nhỡ đâu lạc lối. Con yêu, chắc hẳn con không thể ngờ rằng cái ngày con bẽn lẽn thổ lộ với mẹ rằng hình như con cảm mến một người bạn khác giới, mẹ đã cảm thấy hoảng hốt đến thế nào. Dù sâu thẳm trong lòng mẹ tự nhủ rằng rồi thì cuối cùng cái ngày này cũng đến. Nhưng sao mẹ lại âu lo quá. Mẹ vừa vui vừa buồn. Vui vì con đã trưởng thành. Buồn là bởi mẹ biết rồi rằng con sẽ rời khỏi vòng tay mẹ. Mẹ những muốn căn vặn con rằng người con trai ấy là người như thế nào, hỏi cho kỹ tông ti họ hàng và đặt ra cho con 1001 điều cấm đoán. Nhưng rồi mẹ dằn lòng mình lại. Mẹ biết rằng mình cần phải bình tĩnh hơn. Và trên hết, mẹ cần phải tôn trọng con, một cá thể độc lập, một người con gái, một người phụ nữ tự chủ và chịu trách nhiệm trong mọi quyết định. Như mẹ đã từng dạy con như thế, mẹ đã thức trắng trong nhiều đêm liền để viết lá thư này. Không phải với tư cách của một bề trên răn dạy, mà với vị trí của một người đàn bà sẻ chia bình đẳng với một người đàn bà khác về những kinh nghiệm sống của mình. Con thân yêu, sẽ có một nửa cuộc đời con chung sống bên người khác chứ không bé bỏng trong vòng tay mẹ chở che. Sẽ có một ngày người con nghĩ đến trước tiên là chàng trai kia chứ không còn là mẹ. Những vui buồn của con sẽ chẳng còn giản đơn khi trái tim đã bắt đầu lệch nhịp. Mẹ hiểu cả con yêu. Mẹ không thể chỉ trỏ cuộc đời buộc con yêu người này hay phải thích người kia, lại càng không thể thay con sống những buồn vui của người mà con lựa chọn. Mẹ chỉ có thể nói với con những điều nhỏ nhặt. Để yêu một người đàn ông, con phải cố gắng nhiều. Mặc kệ người đời vẫn cứ ví phụ nữ như phở với cơm, nhưng hãy luôn nhớ, con không là cơm, lại càng không phải là phở. Sao phải nghĩ mình là đồ ăn để người ta thử? Con là con, một người phụ nữ, vậy thôi. Trong mắt nhiều đàn ông, đàn bà gồm hai loại, loại để yêu và loại chỉ để không. Nếu không được yêu, cũng đừng bao giờ làm người dự trữ, người cần mình, không thiếu, con yêu. Mẹ không yêu cầu con học rộng tài cao, nhưng mẹ mong con hãy tìm một công việc cho mình để mà cố gắng. Có yêu bao nhiêu cũng nhất quyết không được dựa dẫm.
độc lập tài chính mới có thể độc lập tinh thần. Dẫu vậy, bí quyết hạnh phúc là ở chỗ, cho dù giỏi hơn người đó, cũng đừng để anh ấy cảm thấy tủi thân. Đừng ngạo mạn với số tiền mình kiếm được ra. Chúng sẽ chẳng là gì khi đặt trên bàn cân với một mối quan hệ mà con phải gìn giữ. Hãy là một người phụ nữ biết đủ, biết điều, biết trân trọng đối phương. Mẹ nói cho con một bí mật, rằng đàn ông đôi lúc cũng rất đáng thương. Dây thần kinh thô và cung phản xạ dài của họ khiến họ không biết quá nhiều điều nhẽ ra cần phải biết. Đàn ông không giống với phụ nữ. Có rất nhiều lúc, càng là người đàn ông quan tâm con, càng không biết bày tỏ, không biết nên đối tốt với con như thế nào. Họ không tặng hoa cho con, không viết thơ cho con, không có nghĩa là họ không thương con. Vì thế không thể lấy tiêu chuẩn lãng mạn của phụ nữ để yêu cầu đàn ông. Quan tâm con không nhất thiết ngày nào cũng phải lấy lòng con. Biểu đạt tình cảm bằng nội tâm, có chiều sâu, đó cũng là sức hút của đàn ông. Thế nên, vì chính mình, con hãy giận dỗi ít thôi và nhạy cảm vừa đủ. Đừng cố tỏ ra khó hiểu trước đàn ông bởi họ không thông minh và kiên nhẫn như con nghĩ đâu. Rất nhiều lúc, họ cũng chỉ như những đứa trẻ lớn xác mà thôi. Thỉnh thoảng, con cũng cần chiều chuộng, vỗ về và mềm mỏng. Già nếu đứt dây, hai đứa cùng trẻ con thì mọi chuyện sẽ hỏng. Là người trưởng thành thì phải hành xử như người trưởng thành. Con có biết điều đàn ông cần ở mình là gì không? Là quen nhưng không nhàm, là sẻ chia nhưng không cam chịu, là của riêng mình họ và là chính con. Gắng sức để làm một người phụ nữ vô giá, mẹ nghĩ là không nên. Vì những thứ như thế thường sẽ chỉ nằm trong tủ kính. Là một người biết mình đứng ở đâu và mình là ai sẽ tốt hơn tất thảy. Họ yêu con chứ không yêu những thứ con cố vẽ ra và đeo mặt nạ. Cũng đừng tị nạnh chuyện bếp núc, rửa bát, dọn nhà. Con không làm thì chắc chắn anh ta sẽ tìm một người khác. Mẹ biết là bình đẳng rồi, nhưng có những thứ đừng nên quá sòng phẳng. Người thương con sẽ tự biết đỡ đần. Là phụ nữ, có giữ được cái bếp mới giữ được người đó ở nhà. Nghe lời mẹ, học nấu nướng nghe con. Có những ngày sóng gió ập đến con thuyền chung và niềm tin là thứ cuối cùng mẹ muốn dặn. Nếu con nắm được tay, đừng vội vàng buông bỏ, vì có những người sẽ mãi thành nối tiếc nếu không còn cạnh nhau. Bây giờ có rất nhiều cô gái khi chọn người yêu liền nhìn vào ngoại hình này, rồi hoàn cảnh gia đình này. Điều đó thật nông cạn, bởi tất cả đều sẽ thay đổi. Đàn ông già rồi, trông cũng như nhau cả thôi. Hơn nữa, sẽ có một ngày tiền trong nhà cũng sẽ tiêu hết. Nếu muốn chọn một người đàn ông có thể đem lại cho con một cuộc sống hạnh phúc, bao gồm cả vật chất và tinh thần, thì hãy xem người đó đối xử với con có tốt hay không. Chỉ khi một người đàn ông một lòng đối xử tốt với con, người ấy mới có động lực dốc sức phấn đấu. Con thử ngẫm mà xem, bây giờ những người đàn ông không có chí tiến thủ, có mấy người thực lòng yêu thương bạn gái mình. Ngược lại, những người đàn ông hết lòng yêu thương bạn gái của mình, có mấy người cả lơ phất phơ. Có thể nói rằng, tình yêu và sự nghiệp là mối quan hệ song song, hỗ trợ cho nhau, tỷ lệ thuận với nhau. Con thân yêu của mẹ, mẹ không biết sau này người đàn ông nắm tay con đi suốt cuộc đời sẽ là người như thế nào. Nhưng nếu hai người đến từ hai bối cảnh gia đình khác nhau, sau này sẽ gặp trở ngại trong việc trao đổi quan điểm. Không phải là vấn đề nhiều tiền hay ít tiền, không phải là nhìn vào bối cảnh gia đình. Điều mẹ nói ở đây là sự khác biệt, thậm chí là chênh lệch trong quan điểm sống. Người đó và con hoàn toàn không có tiếng nói chung. Nếu như vậy, sẽ khó chịu lắm, và con cũng sẽ ấm ức lắm. Một người đàn ông dù cho có thay đổi thế nào, bản chất vẫn sẽ giữ nguyên. Người đàn ông sinh sự, gia trưởng, bảo thủ thì trước đó luôn có những dấu vết nhất định. Nếu tinh ý nhất định sẽ nhìn ra. Kiểu người đó, con tuyệt đối đừng có động đến. Tìm người yêu, phải tìm người tốt ngay từ đầu, chứ không phải yêu rồi mới sửa, mới tìm cách khiến anh ta thay đổi. Hãy nghe lời mẹ dặn, sống trên đời, phụ nữ cần phải có tôn nghiêm, tự trọng. Từng giây từng phút con đều nghĩ đến cậu ta, lo lắng cậu ta sinh sự gây chuyện. Như vậy, con còn có thể làm tốt việc của mình hay không? Mẹ thấy trên mạng bây giờ đang thịnh hành câu nói rất ngược đời. Đàn ông tốt là người phải lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, thu thập tiền tỷ. Nếu như thực sự có người đàn ông tốt như thế thì cũng phải nhìn vào thực tế là người ta có nguyện ý đến với mình, chiều chuộng chăm sóc mình hay không. Hay nói cách khác, bản thân con có xứng đáng với người ta hay không. Người đàn ông giống như sói xám,
chịu nghe lời con, chịu để cho con đánh mấy cái, nhưng con đừng sống con sói đỏ. Đừng việc gì cũng ép người ta phải nghe mình, đừng hơi một tí là đánh người ta, đừng trở thành người phụ nữ đáng sợ. Chỉ một câu này thôi, tìm một người đàn ông nguyện ý để con làm cô vợ nghiêm khắc, quản lý anh ta. Nhưng con cũng đừng đi bắt nạt người ta. Người ta đối tốt với con cũng phải đối tốt với người ta. Nếu không người ta dựa vào đâu để đối tốt với con? Con gái của mẹ, chọn người yêu cũng là một môn học. Chọn xong rồi, làm sao để làm chồng cũng là một môn học. Nhưng phía trước, đều có một tiền đề chính là cần phải trau dồi tốt cho bản thân mình. Trước hết, con cần là một cô gái xứng đáng để người đàn ông đối tốt với con, sau đó thì mới có quyền lựa chọn người ta. Thư đã dài, mẹ dừng bút tại đây. Lá thư này mẹ sẽ lặng lẽ để dưới gối của con. Có thể tối nay khi về nhà, con đã có thể đọc nó. Đọc xong, cũng đừng vội quẳng nó đi. Mẹ tin rằng những điều trong lá thư này, nếu nhất thời con chưa thấm thía hết, thì có thời điểm phù hợp, nó có thể gợi mở cho con đôi điều hữu ích. Mẹ yêu con.